Thưa quý vị, trong bản tin nhật ký cuộc sống gần đây, VTC14 đã từng phản ánh về việc tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, có tới 85% bến bãi kinh doanh than, vật liệu xây dựng chưa được cấp phép hoạt động, chưa có phương án bảo vệ môi trường, vi phạm các quy định về an toàn đê điều và thoát lũ. Thế nhưng, những bến bãi vẫn cứ vô tư tồn tại từ năm này qua năm khác. Sau loạt bài phản ánh của VTC14, chính quyền thị xã Kinh Môn và các ngành chức năng của tỉnh Hải Dương từng khẳng định sẽ dừng hoạt động những bến bãi không phép, yêu cầu các bến bãi đủ giấy tờ phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật và các bến bãi gần sông, ven đê phải hạ tải, che bạt trong trước ngày 30 tháng 6. Phản ánh của nhóm VTC14 tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trong cái giai đoạn từ 15 tháng 6 và cho đến 15 tháng 10 thì các cái đơn vị doanh nghiệp rồi hoặc là hộ kinh doanh này không trái quy định thì họ đều phải ý thức và tự là giải tỏa các cái vật liệu rồi hàng hóa như là than xít trên cái thân đê mái đê và di chuyển vào phía trong để đảm bảo cho cái công tác an toàn, và phối hợp với đoàn của thị xã là 1 đến 2 lần nữa là kiểm tra, và quá trình kiểm tra thì khi phát hiện thì đều lập biên bản nhắc nhở và thậm chí là xử lý xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy trình các bước thì chúng tôi sẽ tiếp tục là chỉ đạo các cái ngành chuyên môn để tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương để tiếp tục quán triệt triển khai và yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục phải dừng lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh trái quy định. Thì khi bắt đầu đến cái thời điểm mà đến cái phòng chống lụt bão thì chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp phải dọn các cái sản phẩm hàng hóa ở trên các cái bến cảng để đảm bảo cho cái việc thông thoáng cái thoát lũ trong mùa mưa lũ. Thì các cái doanh nghiệp đấy họ có dọn không? Dạ cũng có đấy. Có dọn nhưng không triệt để. Nói tóm lại là cũng đã triển khai nhưng mà thực ra để triệt để thì 100% thì nó cũng không triệt để. Tại thời điểm VTC14 ghi nhận những hình ảnh này, cơn bão số 2 đang đổ bộ vào miền Bắc gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên ở đây, những con tàu chở than vẫn cập bến bất kể ngày đêm. Việc sơ chế mặc nhiên được thực hiện dù trời nắng hay mưa bão. Và cứ thế, những chuyến xe vừa tải trọng gấp từ 3 cho đến 4 lần vẫn ngày ngày vận chuyển than đi khắp nơi như chưa hề có lệnh cấm về việc dừng hoạt động kinh doanh bến bãi ven sông mùa mưa bão, cũng như phớt lờ cam kết mà chính doanh nghiệp đã từng ký với ngành chức năng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thì chúng tôi cũng đã đi tổ chức ký cam kết với từng tổ chức cá nhân có hoạt động bên bãi trên bãi sông. Thế và mục đích là nhằm tuyên truyền về cái việc chấp hành pháp luật về đê điều. Thứ hai nữa là cái việc là các doanh nghiệp phải cam kết là không vi phạm pháp luật đê điều. Thế và từng bước để thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định pháp luật. Không chỉ một mà nhiều bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và than trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm của tỉnh, của luật đê điều, luật phòng chống thiên tai. Mà khu vực hữu sông Đá Vách và tả sông Kinh Môn, tình trạng này cũng diễn ra tương tự. Đó là công ty Nhất Thành Phát, công ty Bảo Long, công ty Cường Sơn, công ty Đức Dương, kinh doanh vật liệu xây dựng, bến bãi đều vẫn đang hoạt động giữa mùa mưa bão và việc thanh thải, che bạt chưa được các doanh nghiệp này thực hiện nghiêm. Còn tại khu vực sông Kinh Thầy, các doanh nghiệp không chỉ chưa thực hiện việc hạ tải và che bạt, mà theo quan sát, một lượng nước lớn màu vàng đậm chảy thẳng ra môi trường, không qua hệ thống xử lý. Có thể kể đến như công ty Thái Sơn, công ty Sông Hàn, công ty Phú Sơn, công ty Sơn Nga, công ty Trường Khánh. Về mùa mưa thì người ta chỉ quy định cho là từ bắt đầu tháng 6, bây giờ là tháng 6 thì nó chỉ được phép là có khoảng 5 mét thôi. Thế nhưng mà diện thì bây giờ thì nó phải là khoảng 8 mét đến 10 mét. Công nhân chơi toàn bộ mùa chơi tất cả, nó cũng là thiệt hại cho doanh nghiệp, thiệt hại cho anh em, cũng nên là cũng có những cái lúc mà có nghĩa là nó có cái sai đấy, là đấy là chúng tôi có sai chứ không phải nói là không sai được, mình phải thừa nhận như thế, nhưng mà đấy là cái do quá độ, còn là doanh nghiệp không muốn sai nhưng mà vẫn phải vi phạm. Dù biết việc mình làm là sai, là phạm vào lệnh cấm trong mùa mưa bão, nhưng nhiều doanh nghiệp kinh doanh bến bãi trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vẫn bất chấp để hoạt động. Tình trạng này không phải mới diễn ra trong mùa mưa bão năm 2020, mà nó đã trở thành điệp khúc cứ được nhắc mãi từ năm này qua năm khác.
Theo quy định, các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng ngoài bãi sông có liên quan đến đê điều, đến hành lang thoát lũ phải dừng hoạt động, di chuyển hết máy móc trang thiết bị, giải tỏa toàn bộ vật liệu, nguyên liệu, tháo dỡ các nhà tạm, thanh tải tất cả các vật cản lũ trên bãi sông trong trước ngày 15 tháng 6. Quyết định là thế, nhưng tại sao các bến bãi trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp các lệnh cấm? Có hay không việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương khiến các doanh nghiệp bất chấp lệnh cấm ngang nhiên hoạt động? Phản ánh của nhóm phóng viên VTC14. Tôi đã rất nhiều lần kêu lên các cơ quan của ấy là xã và huyện. Kêu lên xã và huyện thì vị trí là xã có hay là gọi công ty than về nhưng mà không giải quyết được cái gì cả. Đây bây giờ đường xá nó bẩn như thế, chúng tôi không thể chịu được, mà bây giờ thị trấn Minh Tân, phường Minh Tân, tôi không hiểu là cán bộ ở khu vực này nó làm ăn cái kiểu gì. Dân người ta kêu quá nhiều mà bây giờ như thế, tất cả con đường này cực kỳ là bẩn, nhất là dời mưa, dời mưa, dân ở đây rất là bức xúc nhưng người ta không biết kêu ai được. Dân mình đã phản ánh đến chính quyền địa phương chưa ạ? Rất nhiều lần rồi nhưng chính quyền địa phương nó nằm ngơ hết. Đây nói thật này như thế, kia xe nó xếp hàng đầy ngoài, nó chuẩn bị của các anh các chị ở đây là nó hãi, đây xe nó xếp hàng ngoài đường này. Trao đổi với phóng viên VTC14, chính quyền địa phương các phường có bến bãi kinh doanh than, vật liệu xây dựng thừa nhận có chuyện như người dân phản ánh, nhưng phường đã làm hết trách nhiệm. Cái mức độ kiến nghị thì có, nhưng mà nó không nhiều như trước. Và người ta kiến nghị thì cũng có cái nhận thức cao hơn, đúng quy định pháp luật hơn. Trong đó thì có các nội dung mà như phóng viên vừa nêu, và họ vì họ đã đầu tư thì họ phải triển khai thực hiện. Thì dẫn đến việc công tác quản lý ở địa phương là thứ nhất là cái quản lý việc sử dụng đất theo quy định pháp luật là có khó khăn. Cái thứ hai là vấn đề là an ninh trật tự, và cái thứ ba là cái vấn đề ô nhiễm môi trường. Nói chung là về sinh hoạt, về cái kinh doanh than ấy thì cơ bản là nó cũng gây ảnh hưởng. Một là cái bụi than, hai là cái ảnh hưởng đến giao thông, tức là bụi đường giao thông, bẩn giao thông. Thì cái này cũng có nhiều ý kiến, nhân dân cũng đã ý kiến. Qua ý kiến của cử tri thì các người dân, hộ nhất là hộ dân ở gần đấy thì cũng trực tiếp đến trao đổi với chúng tôi. Thì cái này chúng tôi đã tiếp thu. Thế và trong quá trình thực hiện thì cũng đã có cái tiếp thu và triển khai để thực hiện, để giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường trên địa bàn, chứ không phải là không tiếp thu và không thực hiện. Còn đối với chính quyền thị xã Kinh Môn, sau nhiều lần liên hệ đặt lịch, thì đây là cách mà thị xã làm việc với báo chí về hoạt động kinh doanh của các bến bãi trong mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại trụ sở của Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và hiện tại thì chúng tôi đã có lịch làm việc với đồng chí Điền là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Thế nhưng theo đúng giờ thì chúng tôi tới đây, thế nhưng mà thuê bao thì không liên lạc được và cửa thì đóng và chúng tôi không thể nào tiếp cận được với Ủy ban nhân dân thị xã của Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để tiếp tục phản ánh những cái câu chuyện liên quan đến việc bến bãi tại thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương. Doanh nghiệp thì ngang nhiên hoạt động giữa mùa mưa bão, chính quyền địa phương thì né tránh báo chí. Dư luận càng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu thị xã Kinh Môn, của ngành chức năng tỉnh Hải Dương về những góc khuất liên quan đến việc có hay không sự tiếp tay, bảo kê, buông lỏng quản lý của chính quyền cho các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi hoạt động bất chấp lệnh cấm của luật đê điều, luật phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Thưa quý vị, câu chuyện bến bãi kinh doanh than hành dân không phải là câu chuyện mới, nhưng nó cũng chưa bao giờ là cũ. Suốt bao năm qua, người dân vẫn ngóng trông chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm. Thế nhưng mọi biện pháp dường như vẫn nằm trên giấy bởi những bến bãi than còn có thể ngang nhiên bất chấp lệnh cấm hoạt động giữa mùa mưa bão. Và đến thời điểm này, vẫn chưa có lãnh đạo nào xử lý hay là chí ít thì cũng đứng ra nhận trách nhiệm. Còn cuộc sống của người dân thì tiếp tục bị nhuộm đen bởi bụi than. VTC14 sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.